Thưa quý vị, trước giờ khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, lãnh đạo Đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trong tiếng quân nhạc trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các đại biểu Quốc hội kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ công lao vĩ đại của Người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì nền độc lập tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân. Tiếp đó, đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ.